Chào mừng các bạn quay trở lại với Văn Lâm 3 YouTube channel. Và trong video ngày hôm nay thì hướng tới vòng chung kết UEFA Nations League sắp tới, thì mình xin được giới thiệu với anh em một team được tham dự, đó là team Hà Lan. Rồi họ bao gồm những ai thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em xem thử luôn. Thì tiếp nối thành công của câu lạc bộ Ajax khi lọt vào bán kết C1, mình sẽ dựa theo sơ đồ câu lạc bộ này để xây một team Hà Lan cho anh em xem thử. Đầu tiên thủ môn chúng ta có Cillessen, người đang chụp dự bị Barcelona, tuy nhiên đẳng cấp của anh thì không cần bàn cãi. Tiếp theo ở vị trí trung vệ chúng ta có Danny Blind, cầu thủ đang hồi sinh mạnh mẽ khi trở về với câu lạc bộ Ajax. Anh dù chỉ cao 1m8, tuy nhiên là một người thi đấu rất chắc chắn và có các kỹ năng như là tạt bóng sớm hoặc là chuyền dài. Ở vị trí tiền vệ giữa chúng ta có tài năng trẻ De Ligt. Vâng, anh là một người thi đấu rất điềm tĩnh so với cái độ tuổi của mình. Và ra khả năng đánh đầu của anh cũng rất tốt. Anh cao 1m88 và nặng 89 cân, đó kêu bạn là đánh đầu mạnh. Ở vị trí còn lại của hàng phòng ngự chắc chắn đó là Virgil van Dijk rồi. Trung vệ đang được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc như thế giới. Van Dijk không chỉ xuất sắc trong khả năng phòng ngự mà còn trong khả năng tấn công nữa. Anh cao 1m93 và nặng 92 cân, anh có kêu bạn là đánh đầu mạnh. Ở bên trái chúng ta có Cliver, cầu thủ nổi bật với tốc độ của mình cũng như là khả năng điều khiển bóng. Anh có các skill bẩn như là khéo léo và dắt bóng nhanh. Ở vị trí tiền vệ giữa chúng ta có Luuk de Jong, nhạc trưởng mới của Barcelona. Điểm mạnh của anh là khả năng giữ bóng, khả năng phát pressing cũng như là khả năng tạo cơ hội cho đồng đội. Anh cao 1m8 và nặng 70kg. Anh có các skill bẩn như là khéo léo và kiến thiết. Tiếp theo chúng ta ở vị trí trung tâm chúng ta có Wijnaldum, cầu thủ đang chơi rất lên chân trong màu áo của Liverpool và giúp câu lạc bộ này vào chung kết cúp C1. Anh là một mẫu cầu thủ công thủ toàn diện và rất năng nổ trên sân. Anh cao 1m75 và nặng 69 cân. Ở bên còn lại chúng ta có một quái vật trong team Mumbai, đó là Brown. Anh đang theo bộ Saving. Điểm mạnh của anh là tốc độ cũng như là khả năng dứt điểm. Ngoài ra anh cần sở hữu một bộ skill ẩn, cái này em nói là khủng nhất trong FIFA Mobile, với các skill ẩn như là đá phạt mặt, ích kỷ, khéo léo, sút xa và dứt bóng nhanh. Vâng, chúng ta thấy chỉ có Rashford là 6 skill ẩn thôi, còn Rome cũng không thua kém bất kỳ ai về khoảng skill ẩn. Tiếp theo ở bên trái chúng ta có cầu thủ mới đội của PSG, đó là Bergwijn. Anh nổi tiếng trong bởi tốc độ của mình cũng như là khả năng khống chế bóng. Thêm một cầu thủ Hà Lan có tốc độ rất tốt nữa. Anh cao 1m78 và nặng 78 cân. Anh có skill ẩn là khéo léo. Ở bên phải chúng ta có lão tướng Babel. Càng lớn tuổi thì Babel càng thể hiện được sự ổn định của mình. Tốc độ của anh dù đã giảm sút so với thời trẻ, tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, anh vẫn là một mũi nhọn rất là đáng sợ. Các skill ẩn như là tránh sử dụng trường không thuật, khéo léo và xuất xa. Anh chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Fulham, dù các câu lạc bộ này đã phải sớm xuống hạng ở Premier League. Và ở vị trí tấn công đó là ngôi sao sáng nhất Memphis Depay, niềm hy vọng của đội tuyển Hà Lan. Trong màu áo Lyon, Depay hiện đang hồi sinh mạnh mẽ và trở thành một trong những cầu thủ hay nhất của giải đấu Ligue 1. Vâng, và chương trình được tài trợ bởi nhà tài trợ Hà Lan. Xin cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ chương trình này. Depay là một cầu thủ vừa có tốc độ tốt, vừa có khả năng dứt điểm rất tuyệt vời. Anh đã được cải thiện nhiều so với thời ở Manchester United. Anh có nhiều kỹ năng như là khéo léo, sút xa và dứt bóng nhanh. Chúng ta có thể thấy là Hà Lan có những cầu thủ rất là tốc độ, có các kỹ năng khéo léo và dứt bóng nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với một trận đấu head to head để chiêm ngưỡng team Hà Lan trong game. Ở trận đấu này team Hà Lan sẽ ở bên trái chúng ta mà ở màu đen, còn team PR sẽ bên phải. Đánh đầu không thành công, sút không được, sút tiếp vào. Cái này rất là sớm ở phút thứ 5. Đó, anh Babel đã mở tỷ số của trận đấu sau một pha lộn xộn chứ không thành. Babel đã xông vào đá bồi và ghi bàn thắng mở tỷ số rất nhanh chóng. Trong đầu phải tới là pha dắt bóng từ bên trái của Bergwijn rất là tốc độ. Đội PR với 5 cốt là những cầu thủ tới từ ngoại hạng Anh và rất nhiều cầu thủ của Manchester. Lúc sau Ander Herrera, Matic, Pogba, Madison. Vâng, Madison là một trong những cầu thủ được búp lên nhiều nhất trong cái bảng Team Season. Madison hiện tại có tới 4 siêu ẩn luôn. Và ngoài ra chân của anh cũng được búp thêm. Bạn nào mà chưa biết có thể tham khảo thẻ của Madison thử. Babel không được. Madison, Ander Herrera. Chắc chắn vào mùa giải năm sau Madison sẽ là một lựa chọn để anh em có thể trải nghiệm. Lukaku xuất xa không vào. Linares đã có một pha bay người rất xuất sắc. Một pha và đá phạt góc. Đến đâu? Lần này bóng đã ở ngay vị trí của Moses. Bây giờ các cầu thủ đội tuyển Hà Lan sẽ tổ chức phản công. Vâng, rất là tốc độ. Vâng, lại một pha tận dụng tốc độ của Bergwijn nữa. Tạt vào chăng? Babel đến đâu? Wow! Tỷ số 2-0 phút 31. Người ghi bàn lại là Babel. Một pha đánh đầu cận thành và Babel đã có cú đúp trong trận đấu. Đây thì thấy team Hà Lan rất nguy hiểm với những pha phóng tốc độ của mình. Lukaku không thành công rồi. Rome mở bóng xuống cho Babel. Tuy nhiên lần này lúc sau đã xử lý tốt. Madison. Là thấy Madison xử lý bóng rất khéo léo. Đúng là Madison. Sẽ có một pha ném biên cho cầu thủ đội PR. Ném biên mạnh vào. Đây Lukaku. Pogba. De Ligt đã xử lý tỉnh táo. Đây là Wijnaldum. Vẫn là Wijnaldum. Mở bóng xuống. Không được. Lần này Manolas đã không cho Bergwijn cái cơ hội có thể dứt điểm. Và các bạn, ngày hôm nay chúng ta cũng là nôi cờ kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Ở hiệp 1 thì team Hà Lan tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0. Wijnaldum, Leibert, Bergwijn. Đơn vị đang dẫn trước 2-0 nên các cầu thủ của Hà Lan cũng không phải vội vàng gì. De Jong. Đường truyền không chính xác. Herrera. Đây là Madison. Vâng, không thể nào lượt qua được Van Dijk. Rome. Babel. Đúng là Babel. Vâng, rất đông hậu vệ các cầu thủ đội PR để xông vào. Pogba. Hôm nay sẽ có một pha ném biên. Lúc xa Pogba. Đây là Babel. Rồi, lại mất bóng rồi. Vâng, Hà Lan đang có những cầu thủ trẻ rất xuất sắc như là De Jong và De Ligt. Ngoài ra họ những cầu thủ tấn công của họ có tốc độ và đang đạt với đội 9. Sút xa. Wow, ở phút thứ 69 đó chính là Depay. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng suốt từ đầu trận đến giờ thì Depay chỉ cần với một pha chạm bóng và dứt điểm để đưa tay mình lên bảng tỷ số, nhưng tỷ số thành 3-0 cho các thủ tuyển Hà Lan. Pogba không được rồi, mất bóng rồi. Cliver, Depay. Hai đội tranh chấp rất quyết liệt. Madison, Lukaku. Rồi, vẫn không qua được trung tuyến của tuyển Hà Lan. Bergwijn. Lần này Dalot đã lấy lại được bóng. De Ligt, De Jong. Và phối hợp của hai cầu thủ Ajax. Wijnaldum. Lần chuyển bóng xuống cho Cliver. De Jong. Tạt vào chứ không được mà lát ở trong đã kèm phá được đường bóng. Herrera, Pogba. Vâng, rất nguy hiểm. Babel sút xa không thành công. Bergwijn sút không thành công. Một pha bỏ lỡ lịch sử. Rồi một pha bóng mà Bergwijn có thể sút vào còn khó hơn sút ra, tuy nhiên anh đã sút trúng con dao. Vâng, và ngay lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Và xin được cảm ơn anh em quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.